Cái 7. Phần hỏi hỏi này là nói về vấn đề gì? Cho nó nghe dòng với mê mô hả gì? Mê mô hả gì? Ghi lại nội dung mà mình để điện thoại ha. Ghi lại nội dung điện thoại. Rồi bây giờ các bạn xem nè. Bây giờ mình vào thẳng luôn cái phần hỏi hỏi luôn nhé. Phần này chúng ta thấy nó cũng không có được khó đâu. Các bạn thấy cái từ hyeongjeong hata là gì đây ạ? Hyeongjeong hata cũng là thay đổi luôn. Còn hyeongjeong taeta là gì đây? Được thay đổi. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta mời hai bạn đọc qua phần này nhé. Mời bạn Thanh Cheo. Mời bạn Nhân Bình là vai Vince. Bắt đầu. Ủa Thanh ơi. Thôi vậy mày về, mai rồi, bắt đầu đi. Tôi đã xem có kỳ chim minh trong chi tiết chim đi thế cả. Anh yêu, tôi vẫn đã đi về anh. Chúng ta chỉ mà ơn chết thốn lo ổn chi thế cả. Xin xeo, chán mùi đất xin đi đàn. Chúng ta không có chi mang xin đi. Xin đi đàn. 네, 저는 민정 씨의 친구 민수라고 합니다. 민정 씨 다 돌아오면 오는 오후 동창회 시간과 장소가 변경했다고 전해 주십시오. 시간은 오는 오후 6시에서 6시 30분으로 바꿔었고 바뀌었고 바티오토 장소는 한국 호텔 구청 무궁화홀. 무궁화홀에서 집중 무궁화홀로 바꾸었습니다. 네, 알겠습니다. 김민용 씨 여행 말씀. 네, các bạn thấy có cái từ Bakita. Bakita là bị động từ. Bị động từ của từ gì đây ạ? Bakuta. Bakuta. Từ bị động của nó là Bakita. Được đổi, được thay đổi hoặc là bị thay đổi. Bây giờ các bạn dịch phần này nha. Sơ cha tông cha yên gì ta? Giống như là giống như là công ty xe ô tô Seoul vậy đó. Nhớ bố xe ô. Alo, có ghi Kim Min Young Si kể xin nhỉ ca. Kim Min Young ở đó không? 아니요, 지금 자리에 안 계십니다. Không có đây. Không có đây. 실례지만 언제 돌아오십니까? Xin lỗi nhưng bao giờ có thể lại ạ? 뭐 자, 안 가게 lại. 글쎄요. 잘 모르겠습니다. 전하실 말씀이 있으십니까? 전하실 말씀이 있으십니까? Là có anh có gì để chuyển lại không? Có gì nhắn lại không? 잘 모르겠습니다. 전 하실 말씀이 있으시니까 한 거 이양 lại không? 네, 저는 민용 씨의 친구 민수라고 합니다. Tôi là Minh Tư, bạn của Minh Yong Si, Minh Yong. Rồi tiếp theo, Minh Yong Si가 돌아오면 오늘 오후 동창회 시간과 장소가 막 변경됐다고 전해 주십시오. Các bạn thấy có cái từ và cố cho nó chú sức chưa? Tại vì trước đó là quá khứ thì mình cộng với gì đây ạ? Động từ ở quá khứ thì chúng ta cộng với tà của hai tà, bạn nhớ học ở đó phải không?
động từ ở thì quá khứ với lại tính từ, tính từ ở thì quá khứ, tất cả đều cộng với ta cố hà ta. Rồi, vậy thì câu này chúng ta sẽ dịch là gì đây? Chân hay chú siêu? Hãy chuyển lời lại rằng, chuyển lời lại rằng, nếu minh dông si gọt thủ đô biết không? Nếu minh dông trở về á, thì chuyển lời lại rằng á, là chiều buổi buổi gì đây? Thúng trang hề với học bạn đồng nghiệp. Thúng trang là gì đây? Bạn gì đây? Cùng học. Buổi họp những người bạn cùng học, cùng học chung. Cái này cũng nhớ là theo nghĩa là thì có một đồng này, trang này là đồng đồng lớp, đuổi đồng trang lớp này. Cái này là sinh viên người bạn cùng học, cuộc họp mà bạn cũ, những người bạn cũ ha, hay là họp hội đi, hội cuộc họp mặt những cái người bạn cũ đi ha, đồng trang lứa, đồng lứa tuổi thì nó có nhiều nghĩa, các bạn thích nghĩa nào thì các bạn lấy nghĩa đó. Tung chăng he là họp mặt những người bạn hồi đó học chung á, những bạn cũ đi, cho nó nhiều nghĩa, nó rộng nghĩa hơn. Vậy thì nói là chiều nay cuộc họp mặt những người bạn cũ chiều nay để được thay đổi thời gian và địa điểm. Chi gan qua chi chăng số cả biển trong tết tàu của trên hay chú ship chiều he. Nếu như Minh Dung trở về thì hãy nhắn lại với bạn đó là buổi cuộc họp người bạn cũ chiều hôm nay á, sẽ được thay đổi thời gian và địa điểm. 시간은 오늘 오후 6시에서 6시 30분으로 바뀌었고, 아, 이라, 그럼 무슨 얘기냐? 시간은 thời gian thì là từ chiều không phải hôm nay là lần trước á là hẹn lúc 6 giờ chiều hôm nay nhưng mà bây giờ đổi thành 6:30 thời gian thì đổi từ 6 giờ thành 6:30 rồi sáng tối nên Hangul Hotel 9층 Mukunghwa Hall에서 10층 Kukha Hall로 바뀌었습니다. Địa điểm thì như thế nào? Để từ tầng 9 của khách sạn Hàn Quốc. Tầng 10 là cái phòng đó tên là Quốc Hoa Hồi. Còn nãy là cái phòng đó tên là Mu Cung Hoa Hồi. 네 알겠습니다. 김희용 씨에게 말씀 전해 드리겠습니다. biết rồi ạ. Kim Minh Chi. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời lại cho Kim Minh Dương. Rồi bây giờ mời một bạn khác đọc qua phần này nha. Mời bạn Nương. Anh Nam. Ủa sao mày nói gì vậy? Rồi. Chị Hạnh. Chị là anh Đông. 여보세요. 여기 김민정 씨 계십니까? 아니요. 지금 자리에 안 계십니다. 안녕. 뭐라고 들어와? 그렇지만 언제 돌아오실까? 여기만. 글쎄요. 잘 모르겠습니다. 전화하실 말씀이 있으십니까? 네, 저는 미정 씨의 친구 김민정이라고 합니다. 민정 씨가 돌아오면 오늘 오후 동창회 시간과 장소가 변경됐다고 전해주십시오. 시간은 오늘 오후 6시에서 6시 30분으로 바뀌었고 장소는 한국 호텔 9층 무공화홀에서 10층 국화홀로 바뀌었습니다. 네, 알겠습니다. 김민영 씨에게 말씀 전해드리겠습니다.
네, 감사합니다. 오케이. Rồi, bây giờ phần này các bạn rảnh thì các bạn xem lại những cái câu như là mọi người nuôi cái chân hay chu ship show chân hay chu xeo, những câu đó chúng ta thường hay sử dụng, thì các bạn xem câu đó được thì các bạn học thuộc cho mình nha. Bây giờ chúng ta qua cái phần câu thành ngữ quán dụng ngữ. Quán dụng huyền hình. Các bạn thấy trong câu, trong cái phần này mình sẽ có ba câu quán dụng ngữ. Haramul mata mata là gì đây? Haramul mata giống như là mình bị người ta cho mình leo cây, cho là người ta lỡ hẹn ha, người ta hẹn nhưng mà người ta không đến, thì nếu mà nói cái việc mình là bị leo cây. Rồi haramul kyuta là mà ra mới thiêu tài là như là mình ngoại tình đi, mình quan hệ đào hoa với ai đó, quan hệ với người nào đó nha, không phải vợ mình. Para mới xe tà, para mới xe tà ở đây giống như là mình đi hóng gió, mình đi thay đổi không khí. Hay đấy, em thích này, para mới xe tà rồi. Para mới xe rớt, hay đi ra ngoài đổi không khí. Rồi, bây giờ các bạn hiểu nghĩa là ha. Phá ra mới mạ tà, giống như là mình bị ai đó cho lỡ hẹn hoặc là bị lô cây. Phá ra mới phiêu tà, như là ngoại tình. Phá ra mới xê tà, là đi thổi không khí, đi hóng gió. Rồi bây giờ các bạn sử dụng ba cái câu này để mình điền vào câu nào thích hợp nhé. Câu đầu tiên, bạn nào làm được câu này? Câu đầu tiên, mời bạn điều với lại bạn Dương Quảng, người đóng vai A, người đóng vai B. Rồi. In Juin Chen Ne, In Juin Chen Ne, so ke phan ne re hat ten ja ja ga a chu ma me tra tra sa one 안았기로 했어요. 그런데 한 시간이나 기다렸는데 나오지 않았어요. 회장한테 사람이 맞아서 이렇게 기운이 없군요. 사람을 맞다냐? 사람을 맞아서요? 응, 맞아서 이렇게 기운이 없군요. 자, 이제 chúng ta 분석 thử cái đoạn này nha. Các bạn chọn đúng rồi. 왜 이렇게 기운이 없어요? 기운 ở đây là gì đây? Lực. Sao thấy, sao thấy cậu không có sức gì hết vậy? 일주일 전에 소개받은 여자가 아주 마음에 들어서 오늘 만나기로 했어요. Như là tôi đã quyết định gặp ai? Hôm nay quyết định gặp. Tại sao trong một tuần trước đây, trước đây một tuần, số ghe bà tin giờ già ca là người bạn gái mà tôi đã được giới thiệu, mình cảm thấy là rất là vừa ý. Chú mà mấy thưa so, cho nên là hôm nay quyết định gặp cô ấy. Nhưng mà cứ lên đây, hai chị gan gì nè, Ina ở đây là gì đẹp? Người nói so với suy nghĩ của người nói là cái số lượng đó là nhiều ha. Hành xí gan nè, một giờ nè, một tiếng đồng hồ nè, thì người nói này có ý là rất là lâu. Hành xí gan nè hơn những một tiếng. Khi ta lên đường đi, tôi đã chờ hơn những một tiếng rồi, nhưng mà cô ấy vẫn không đến. Nào chỉ là nó phèo. Cứ ra ra anh thế, thả ra mưa mà ra số. 이렇게 기운이 없군요. 아, 디가 là cậu không có sức như thế này là vì bị cô gái đó cho là cái. Rồi câu số 2. 그녀한테 맞았어요. Rồi bây giờ câu tiếp theo, mời bạn Tiến Thanh. Tiến Thanh với lại bạn Ngọc Yến. Không hiểu. Lâu quá vậy?
Thanh với lại Đào Bảo Yến. Ủa sao mấy bạn không nói gì vậy? Hana 씨 남편이 전쟁 여자와 사랑을 지었어요. 응. 한 번 더 말해. Hana 씨가 이혼했대요. 얘 nói là Hana đã ly hôn rồi. Tại sao vậy? Well, giờ mới kể lại là nghe nói nữa chứ. Hana 씨 남편이 젊은 여자와 바람 피웠대요. 대요 nha. 바람 피웠다고 có từ đó về cũng được đó. Nghe nói là ông chồng của Hana đã ngoại tình với người phụ nữ trẻ hơn. Trời. Câu 3, mời bạn Thanh với lại bạn Nhân Bình. Như trên thế giới khi đi bán hàng tôi thì đồng chí sẽ theo đối xử qua sát nhiều mở bên trên và đi chân cổ. Anh chị ta chở con nàn giáo hòa rô và ra mân xuế lơ khá xe hồ vừa rơ miên kỳ phôn tô chột a chín cơ rơ chua chứ coi hiểu. Dạo này á hay xài rin mà nó thơ dù chung hay xài rin mà nó thơ cứ lần chỉ tiếng được pháp a o so cứ lần chi ở đây có nghĩa là gì đây không biết có phải vì không biết có phải vì dạo này công việc công ty nhiều quá hay không mà tôi bị stress nha. A o so cứ lần chi là không biết có phải gì đó hay không mà nha. Dù chung hay xài đi mà nó so cứ lần chi không biết có phải dạo này nhiều công việc ở công ty nhiều quá hay không mà tôi bị chết mỗi tin dê thả chi chân của ý là tất cả mọi việc đều cảm thấy phiền toái khi chân tạc nãy xí ca chủ nà giá quê rô phá râm xe rô cả thị hồ là gì đây ạ? Hãy đi thấm đi đổi không khí đi ra ngoài ra quê vậy nè ngoài dã ngoại đi ra ngoài đổi không khí vào ngày có thời tiết tốt. 그러면 기분도 좋아질 거예요. 네, 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 không gió thì thay đổi không khí rồi bây giờ chúng ta qua phần tập đọc. Yuki 시계 탑 밑에서 만납시다. Hãy gặp ở dưới tháp đồng hồ. Người ta nói dưới tháp đồng hồ nhưng mà hai người này có vẻ như là nói dưới tháp hồ không biết là ở vị trí nào hay sao mà không có gặp nhau được. Rồi bây giờ các bạn cùng nhau theo dõi cái nội dung này nha. Bây giờ mình sẽ mời từng bạn đọc và cái câu nào bạn đọc thì bạn sẽ phân tích câu đó. Các bạn khác cùng nhau theo dõi. Mời bạn Phúc Hạnh. Bắt đầu. Em bắt. Không thấy. Rồi, bạn đã đầu Yến. Lâu quá vậy? Đọc đi rồi cùng nhau dịch. Ok. Ta thông văn xin nhắn nhi. Hôm chú ấy cho mọi người năm. Xin phụ hình và xin nhắn qua xa thông văn có bố đơn mà xin hô khắc khắc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ 사토는 한국에 여행을 오고 싶었습니다. 그래서 한국에 있는 친형에게 편지를 보냈습니다. 친형은 사토에게서 편지를 받고 너무 반가웠습니다.
오늘은 차도가 한국에 오는 날입니다. Rồi, tới đây. Dạ. Chúng ta cùng nhau phân tích nha. Câu đầu tiên. 차도는 신영시 신영이 호주에서 만난 친구입니다. 차도는 bạn đã gặp. Bạn đã gặp ở hồ chu của Châu Sĩ. Hồ chu là nước Úc đó nha. Sato là người bạn mà Chin Yong đã gặp ở Úc. Sato là người bạn mà Chin Yong đã gặp ở Úc. Rồi, câu tiếp theo, chúng ta cùng nhau phân tích tiếp. Chin Yong과 Sato는 공부를 마친 후 각각 한국과 일본으로 돌아갔습니다. Thì đây là gì đây? Chin Yong과 Sato 공부를 마친 후 마치다 đây là gì đây? Kết thúc. Sau khi kết thúc cái công việc học á, cái việc học á, thì mỗi các là mỗi người đó nha, mỗi từng người đó, mỗi người đã trở về nước, quay về Hàn Quốc, quay về Nhật Bản và về Hàn Quốc. Rồi tiếp theo, 사토는 한국에 여행을 오고 싶었습니다. 사토 thì muốn đi du lịch ở Hàn Quốc. Rồi tiếp theo là gì đây ạ? Vì vậy cứ đây sau đã gửi thư cho Kim Yong, người bạn ở Hàn Quốc. Rồi tiếp theo luôn. Sau khi nhận được thư từ Sato, rất là vui mừng. Hôm nay là ngày mà Sato đến Hàn Quốc. Hôm nay là ngày mà phụ nữ là Sato nè đến Hàn Quốc. Rồi câu tiếp theo, mời bạn Diên Quảng. Sato는 오전 11시에 서울에 도착해서 지금 호텔에 있습니다. 사토는 회사에 있는 직원에게 전화를 걸었습니다. 네, 그래. 사토는 오전 11시에 서울에 도착해서 지금 호텔에 있습니다. 왜 이래요? 사토는 오늘 đến Seoul. Bây giờ có mặt tại hotel. Ok, rồi tiếp luôn. Sato thì H회사에 있는 직원에게 전화를 걸었습니다. Sato đã gọi điện thoại cho Kim Yong, người bạn đang ở công ty. Rồi Sato và Kim Yong, mình mời bạn Thanh và bạn Điều. 진영씨, 일본은 잘 있었어요? 사토씨, 반갑습니다. 오늘 오후 6시에 만납니다. 괜찮습니까? 네, 좋습니다. 오늘 어디에서 만난가요? 사토씨, 호텔이 서운역에서 가까우니까 서운역 시계탑 밑에서 만납시다. 퇴근 시간에는 길이 많이 막히니까 지하철을 타고 가겠습니다. 그러면 오후 6시에 서울역 시계탑 밑에서 만납시다. 네. 자, 또 안 됐네. 사토 지금 뭐 나와 이래요? 신영 thời gian qua cậu có khỏe không? Rồi, Xinyoung. Sato, tôi rất vui được gặp bạn. Hôm nay 6 giờ chiều nay mình gặp nhau nhé.
có được không ạ? À? Vâng, tốt thôi. Chúng ta gặp nhau ở đâu? Satoshi Hotel, Seoul, đó là câu gì cơ? Tại vì khách sạn của Sato gần với Seoul, ga Seoul, nên là mình hãy gặp nhau ở dưới tháp đồng hồ ở ga Seoul. Thay gần thời gian này nên khi biết mà đi mà khi nghỉ cả, khi hai chờ đến thao cố cả tiếp sau khi vào thời gian mà tăng ca, vào cái giờ tăng ca đó thì đường xá bị nghẹt nhiều nên mình tôi sẽ đi tàu đi nào. Các bạn thấy cái từ kiri mani makinika makita nha, chữ k mà cộng với chữ h thì thành chữ gì? Thờ. Nói cho mình chỗ đó rồi. Tiếp theo kuramion ohu yasashi e sau là giọt si gẹp tháp như thế đó mà nó si ta. Như vậy thì vào lúc 6 giờ chiều chúng ta hãy gặp nhau dưới tháp tháp đồng hồ ra sau. Rồi tiếp theo mời bạn nào đây, Xuân Dương đọc tiếp. Mời anh Russell. Xin mời anh. Đọc bản hội thoại hay là bản văn của cô? Bản dưới. Dạ. Chị nhớ hướng Pali Sathore bản năng lực sức phát sân mì đà Ủy đề xó Chị A Dơ đề xó Nè đò xó Xê dục Chị kê thác Mịt thử lô Chị O phát sân mì đà Thân các ông hư Giê sơ si giê sơ mì đà Sư dục Chị kê thác Mịt thử lô 사람들이 만났습니다. 약속 시간에서 10분이 지났습니다. 신영은 사토를 생각하면서 이곳 저곳을 모았습니다. 20분, 30분, 40분 신영은 사토가 걱정이 되었습니다. 신영은 호텔로 전화를 했지만 사도는 없었습니다. 사도가 길을 잃어버린 것 같았습니다. 네, 그래. 네. 이제 들어가냐? 진영, 진영은 빨리 사도를 만나고 싶었습니다. 진영은 그래서 지하철에서 내려서 저는 안내 xuống tàu điện ngầm rồi Seoul lượt xe xe tháp metro kia đáp xuống nhà anh ấy chạy đến dưới tháp đồng hồ ga Seoul trong đất của khu giữa sát xe giữa xuống nhà đúng 6 giờ chiều trong đất là đúng đó nha, 6 giờ đúng á. Trong đất là đúng. 서울역 시계탑 밑에는 사람들이 많았습니다. Ở dưới cái tháp đồng hồ ga Seoul á thì có rất là nhiều người ha. Rồi tiếp theo. 약속 시간에서 10분이 지났습니다. 기회가 đã qua 10 phút. 진영은 사토를 생각하면서 이곳저곳을 보았습니다. 신영 thì suy nghĩ đến Sato và khi ấy anh ấy nhìn chỗ này rồi nhìn chỗ kia. Ít có chưa có. Suy nghĩ đến Sato và nhìn cái đoạn kia. Nhìn chỗ này chỗ kia. Ít có chưa có. Nhìn chỗ này chỗ kia nhá. 20분, 30분, 40분. 신영은 사토가 걱정이 되었습니다. 20 phút sau, 30 phút sau rồi tới 40 phút sau, Shinyoung cảm thấy rất là lo cho Sato. Shinyoung은 호텔로 전화를 했지만 Sato는 없었습니다. Gọi điện thoại đến khách sạn nè, nhưng mà không có Sato.
차도가 길을 잃어버린 것 같았습니다. 어, như là sao thôi bị lạc đường, 길을 잃어버리다, lạc đường. 약속 시간에서 한 시간이 지났습니다. 자, qua một tiếng, rồi một tiếng sau, 약속 시간에서 qua một giờ, như là tới giờ hẹn rồi, sau đó qua một giờ. 일정은 사토의 호텔로 가기로 했습니다. 네, 일정에 일정 là đi đến khách sạn của Sato. 호텔로 가려고 지하도를 건너는데 사토가 모였습니다. 이것이 시간 này đó là đi qua tầng hầm, cửa hầm, tầng hầm, đường hầm á, đường hầm nha, tô là đường, chi ha là hầm, đường hầm, để định, định, để đến khách sạn, anh ấy đi qua đường hầm để đến khách sạn, nhưng mà xa thô cá của Yusuf nè, nhưng mà đã thấy, thấy được, à, xa thô, từ xa ra mình nợ mua bằng cao quá xuống gì ta, rất là vui mừng. Rồi bây giờ xin nhân với lại sao thôi nha. Xin nhân mời bạn, bạn nào nói được, người Ngọc Yến nói được không? Ngọc Yến với là anh Đông. Yến Ngọc Yến. Vâng. Tôi thích gì? Tôi thích cái gì? Tôi thích con tôm. Tôi thích gì? Nếu 아토 진정실은 여기서 한 시간 기다렸어요. 우리는 저녁 시계 탑 밑에서 만나기로 했었죠? 네, 맞아요. 그래서 여기 서운역 시계 탑 밑에서 기다리고 있었어요. 지하도에서요? 아니, 왜 지하도에서 기다려? 기다리고 있었죠? 네. 자, 잠깐만요. 오, 사토씨 어디에 있었어요? 맞아, 맞아. 맞아, 맞아, 맞아. 한 시간 동안 기다렸어요. 그래요? 나도 진영씨를 여기서 한 시간 기다렸어요. 어, 왜 하? 또 꿈? 나? 자, 진영, 1 tiếng đồng hồ ở đây. 우리는 서울 역시계 탑 밑에서 만나기로 했었지요? 네, 맞아요. 그래서 여기 서울 역시계 탑 밑에서 기다리고 있었어요. 어, 그래서, 이제는 나도 나를 ở dưới tháp đồng hồ xuống này. 지하도에서요? Ồ, ở dưới tầng, tầng hầm hả? Ở dưới đường hầm hả? À, nhỉ, về, phía tôi sau khi tầng vừa xuất chiếu. Tại sao cô lại chờ ở dưới tầng hầm? Tại sao? Tại vì cái tầng hầm nó cũng nằm dưới cái tháp. Đúng không? Các bạn nhìn vô hình là thấy á. Nội dung là như vậy. Hai người này đang hiểu là người thì chờ trên trên ở trên không phải, người thì chờ ở trên đường hầm, người thì chờ dưới đường hầm. Rồi bây giờ mình đọc lại phần này nha. Nãy giờ bạn ơi, mời bạn Thanh đọc lại cho mình nha. Thanh đọc từ từ thôi để mình nghe phát âm và mình chỉnh lại. Đọc từ đầu, đọc từ đầu. 사토는 신영이 호주에서 만난 만한 친구입니다. 신영과 사토는 공부를 마친 후 각각 한국과 일본으로 돌아갔습니다. 사토는 한국에 여행을 chứ mình nghe chữ rư, do hàng ư. Do hàng ư.
오고 싶었습니다. 그래서 한국에 있는 인명 여자 계절을 보냈습니다. 인명은 사서 여자에서 계절을 받고 마음이 반가웠습니다. 오늘은 아들과 한국에 오는 날이 만듭니다. 자, các bạn. Bạn đâu rồi? Đều. Sát thôi nên ô chân dân hàng xí ế sâu nê tổ chắc hay gió chỉ có một khô thê nê ý xin mì tà. Sát thôi nên khơi sai ý nên chín giờ ngày kế trầm hòa rứt 걸었습니다. 응? 아, 엠 루미. 사토 là đều còn rút xe là chung dân. 예. 사토 씨 아, 어디에서 있었어요? 아. đều đọc chung dân, đọc đi sao thôi mà. 김연 씨 그동안 잘 있었어요? 안 rút xe. 아, 아, 사도 씨, 반갑습니다. 오늘 오후 6시에 만납시다. 괜찮습니까? 네, 좋습니다. 우리 어디에 만날까요? 에서. 어디에서 만날까요? 사도 씨 호텔이 서울역에서 가까우니까 서울역 시계탑 밑에서 만납시다. 퇴근 시간에는 길이 많이 막히니까 지하철을 타고 가겠습니다. 네요. 그러면 오후 6시에 서울역 시계탑 밑에서 만납시다. 나 딴왕. 지정은 빨리 사토를 만나고 싶었습니다. 그래서 지하철에서 내려서 서울역 지게탑 밑으로 뛰어갔습니다. 정각 오후 6시였습니다. 서울역 지게탑 밑에는 사람들이 많았습니다. 약속 시간에서 10분이 지났습니다. 지정은 자투를 생각하면서 이곳 저곳은 이곳은 보았습니다. 20분, 30분, 40분 지정은 자투가 걱정이 되었습니다. 진정은 호텔로 전화를 했지만 자투는 없었습니다. 자투가 길이 길을 아, 길은 잃어버린 것 같았습니다. 자, 저 bạn khác, bạn Phúc Hạnh. 예. 약속 시간에서 한 시간이 지났습니다. 진영은 자토의 호텔로 가기로 했습니다. 호텔로 가르고 지하도를 건너났는데 자토가 보였습니다. rồi Shin Young và Sato, anh Nam nó được không? Anh Nam, anh Russell với lại anh bạn ở Phúc Hành tiếp nha. Yeah.
언니, 왜 사도에서 기다리고 있었지요? 네. 네, rồi bây giờ mình hỏi các bạn nha. Xin yong qua sa thô nên ổ tốt khi ảnh kế tưởng sai yếu nữa. Chị hà mít thư phá chư ổ tốt khi ảnh kế tưởng sai yếu nữa. Ảnh kế tưởng sai là quan hệ được viết ra như thế nào? Nhập giao khi nào vậy? Hô chú ê sao mà nát xe. Hô chú ê sao mà nát chốc. Hô chú ê sao không muốn hết tương tế mà nát xe được đó. Rồi bây giờ tiếp theo, Sato가 한국에 왔을 때 신영과 사토는 어디에서 만나기로 했어요? 시계탑에 밑에서 만나기로 했어요. 두 사람은 왜 그 시간에 서로 만나지 못했습니까? 김니 Chuyện ơn tại sao hai người này, tại sao mà hai người không gặp nhau vào đúng thời gian? Giáo số hành trang số rồi phải một trong hết nào nào vào được cho hai chứ số rồ giáo số trong số ấy trong hai chứ một hết rồi ok hết nào vậy cơ đốc hai mươi người chỉ kê tháp mít thế sau khi đợi cô hai mươi người chỉ hà tổ ấy số 기다렸죠? 그죠? 그래서 약속 장소를 잘못 생각했나 봐요. 그죠? 자, 이제 mình kết thúc bài này. Bây giờ mình qua bài mới luôn. Bài mới, ngữ pháp đầu tiên đó là ngữ pháp 게 생겼다. Thì cái ngữ pháp này nó sử dụng khi nào? Sử dụng khi nào đây? Trong như thế nào, trong hình dáng hình thù như thế nào? Vậy thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Nó được sử dụng khi nào? Sử dụng khi để mình giải thích một cái hình ảnh hoặc là một cái vóc dáng hoặc một cái ấn tượng của người nào đó. Khi mà mình nói về một cái hình ảnh vóc dáng hoặc là ấn tượng của người nào đó. Ví dụ như chúng ta thấy Diệp Tư Tà, tính từ, đẹp. Thì bây giờ mình thêm nữ cái ngữ pháp kê sinh chất vèo kế sen chất tạc thì trông có vẻ đẹp ha. Diệp cứ kế sen chất vèo, đây là mình giải thích hoặc là miêu tả cái vóc dáng, hình hài, hình dáng, hình dáng khuôn mặt. Một sen chất vèo sải sen chất vèo dạ đây một sen chi tạc một sen chất vèo một sen chất vèo là sải sen chất vèo giống như là một cái từ vựng cho mình học thôi. Diệp cứ tạc cái này mới là ngữ pháp này. Diệp cứ tạc dịp vui kế xem chất vèo. Còn mở xí tà là tính từ, bảnh bao, phong cách, phong độ. Thì mình thêm cái từ kê xem chất vèo hoặc là trong phong cách, phong độ. Nhìn có nhìn rất là nhìn không phải là phong độ thế gì. Phong cách nhìn có rất là đẳng. Phong cách đi ha, đẹp cách. Nhìn lĩnh nha. Khi ốc tà là dễ thương. Khi ốc kế xem chất vèo là gì đây? Trong nhìn dễ thương ha. Tốt tốt hà tạ tốt tốt hà kế xin chất vẻ nhìn thông minh. Hôm sân của kế xin chất vẻ hôm sân của tà là gì đây? Đồ gấu à? Đồ gấu nữa nhìn rất là sợ, nhìn trắng the nhìn rất là hung dữ ha. Thì đó là một trường hợp. Rồi bây giờ qua hình gương mặt, miêu tả gương mặt và kiểu tóc nói đi mọi dạng. Rồi khuôn mặt tròn thì chúng ta nói là tôn cư răng hoặc là tôn cư răng. Rồi khuôn mặt dài
Kim Eun-gul, giống như định ngữ mà mình dán lại đó. Kim Tà, Kim Eun-gul. Rồi, khuôn mặt cái xoan. Khuôn mặt có hình tam giác, tam giác. Do xăm chắc xong. Khuôn mặt có hình vuông. Khuôn mặt có má, có gì? Má cao. Khoan vô, ngồi má. Rồi, tóc dài. Kim sen mở đi, tóc dài. Rồi, tóc uống quăng dài. Rồi, tóc dài, tóc ngắn nè. Trái bên, khớp thư, mở đi, tóc ngắn nha. Tâm bài, mở đi, tóc ngắn, ngàn vài. Sang cô mở đi, đầu đinh. Đầu lên, đầu cao, tóc cao, sang cùng mình. Tóc sư mò đi. Tóc xoăn. Tóc xoăn. Tê mò đi. Đầu chọc luôn ấy. Cái này là không có tóc luôn. Là cái đầu chọc luôn. Đầu lên, đầu đầu này là đầu thối. Rồi một người mới đi là tóc cột cao. Ok. Bây giờ tiếp theo nè. Mình qua cái trang tiếp theo luôn. Tham kriver boko nuga otoke senjanenji kusarame kuchinul marhebusipsio. Các bạn nhìn vô câu mẫu nè. Mai kuren. Các bạn nhìn được hình luôn nha. Có khuôn mặt cái son không ạ? 달걀 큰 얼굴에 rồi cao là gì đấy? 키가 크고 잘생겼어요. Với cái khuôn mặt e đây là thêm một cái gì đó nữa nha. Với khuôn mặt hình trái xoan, anh ấy vừa cao và đẹp trai. Rồi bây giờ Chu Chanh thì các bạn cùng nhau miêu tả người này như thế nào? Khuôn mặt hoặc là tóc đi trên với cái kiểu tóc như thế nào đây? Kim Hamamori e với cái tóc quăng dài thì cô ấy như thế nào đây? Dùng cho nam là chảo sinh cách xoay, còn nữ là dịp bơ kế sinh cách xoay. Hoặc là một xích kế sinh cách xoay cũng được nữa ha. Rồi tới ăn tư rê. Rê á, rê là tay mơ đi, ê. Với cái kiểu tóc, kiểu đầu trọc đi ha. Đầu đinh, đầu đầu hói. Em mơ đi, em mơ đi, ê. Thế mới gì ế? Ôi gù đi, mô sinh nè, ớt tật ôi gù gì á? Nê mô nàn ôi gù. Nê mô ôi gù. Nê mô ôi gù. Vãi. Nhìn đi. Thế mới gì? Qua. Nê mô nàn ôi gù đi. Khi cậu tế ớ? Khi cơ khử cơ tung tung héo tung tung hà kế tung tung hà tả mập tung tung hà kế xanh chất phải không hả tung tung hà kế xanh chất phải rồi tới Mari Mari lên Mari cô một gương mở đi ê với kiểu tóc cọt khi có khi cậu tèo cao chặt cô
기억해. 그렇죠. 네. 그 các bạn cứ áp dụng những cái từ vựng mà chúng ta học á để các bạn miêu tả cái hình này ha. Rồi, ok chưa? Các bạn hiểu cách nói chưa? Rồi bây giờ chúng ta qua ngữ pháp chorom hoặc là khạc chi sen chất ta. Ngữ pháp này sử dụng khi nào? Khi mình miêu tả hoặc là mình so sánh hình dạng của đồ vật hoặc là người với một cái vật khác. Mình nhắc lại, mình sử dụng ngữ pháp này khi mà mình miêu tả hoặc là mình so sánh hình dạng của đồ vật hoặc là của người, so sánh hình dạng của vật hoặc là người với cái vật khác trông giống như cái gì đó. Các bạn nhìn vào câu mẫu 니 거를 인형처럼 생겼어요. 아, 좀 니콜 giống gì đó? Giống như búp bê. Thì mình so sánh đó ha. Nicole trông giống như búp bê. Rồi, Rora는 호박같이 생겼어요. Giống như quả bí. Ai giống như quả bí? Rora trông giống như quả bí. Giống thiệt. Đó, tương tự như vậy. Các bạn qua phần danh sụp. 다음 그림을 보고 무엇과 비슷한지 말해 보십시오. 처럼 같이 생겼다를 사용해서 말해 보십시오. Các bạn thấy cái giường này đúng không? Giống như chiếc xe ô tô gì đó. Các bạn nói như thế nào đi? Chiếc xe ô tô này là rồi, cái túi xách giống như con chuột. Giờ bạn chi cả chi cho nó thành thế này. Rồi, bây giờ tới. Chong. Rai thọ. Chong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quan U Biên vẫn bỏ đi nhá. Quan U Biên bỏ đi ừ. Con U Biên là trước có vụ đó lúc mà Im Ông Tắc không ạ? Im Ông Tắc vừa lên chức tổng thống á, là cái cô của Nữ Tình không ạ? Nữ Tình nó vụ mà thập bò mà dập từ bên nước ngoài về đó, người ta không có cho. Nhà ở Mỹ về lý do là bò bị điên, ăn đuôi bệnh. Thế là người ta biết tình. Nhưng mà làm gì đến người vừa được bò đi đến nỗi người ta xuất khẩu đến cô nhỉ? Chắc một hai con nữa rồi. Phải nhân cả nghìn con thôi. Ừ. Theo mình nghĩ á, là ở trong nội bộ nó có cái vấn đề gì đó. Nó nhằm làm gì cho tạo áp lực cho tổng thống á. Chắc là nó cũng có vấn đề đó cô nhỉ? Có vấn đề đó. Cái chuyện nhỏ mà nó làm giống như là nó đó, giống như là ở bên Việt Nam mình cũng vậy đó. Nó kích động giống như là gì Việt Tân mình đó. Người ta nói nó kích động để cho người Việt mình á. Nói chung là vậy đó. Ở trong nội bộ nó có chuyện nhưng mà mình không biết đâu. Mình chỉ ở ngoài thôi. Liên quan chính trị á. Hỏi xong hết chưa? Rồi, vậy thì ngữ pháp của chúng ta học tới đây thôi. Rồi lần sau mình sẽ đi tiếp. Vậy là tóm lại, bữa nay các bạn học cho mình những cái từ như là dịp phương kế xem giúp video này cũng có giúp ích cho các bạn trong văn viết nhiều lắm đó nha. Với lại gương mặt, vui không, mở điên, hù dạ. Với lại cái câu phần dân tộc trang 113. Những cái phần này các bạn nhớ cho mình đi, để khi nào mình viết văn á, sử dụng, thường xuyên sử dụng những cái phần này. Em biết khi sử dụng này, em còn chơi thì em biết khi đọc này, em biết rồi khi em chơi rồi em dùng vô cái từ sang chi ta này vào chỗ gọi là nhìn thấy, không thấy. Lớp mình học đến khi nào rồi con? Lớp mình học đến khi nào hả?